Rồi chào các bạn nha mọi người á. Hôm nay thì mình đi cánh đồng Phú Tăng nha. Cái đội hình này là đội hình của tính kêu bằng hai gì đó các bạn ơi. Cái đội hình này thì 4-5 chiếc 688 nha các bạn. Ở đây thì khu đồng Phú Tăng này, cái này không biết kêu gì nhưng mà hôm hôm ảnh lên like nói là Phú Tăng. Ở đây thì tầm nhiều không có chứ khoảng 30 chiếc máy cắt với 20 chiếc máy kéo nè. Dữ lắm máy. Đây nó tầm lưng tầm la cho các bạn. Kéo rồi ghê không? Kéo đi 4 người luôn nha anh em. Chúc cho anh em coi lên trên lộ chạy như xe đi các bạn. Ngoài đó cũng nhiều máy lắm nha anh em. Rồi nè, máy kéo siêu dần vô nè. Ở đây thì nói chung mình quay với nó nguyên ngày chứ quay cũng không hết máy đây đâu. Kéo hai lớp anh em ơi. Đó, đồng ấy thì ngóc đầu rồi. Ghê không? Còn này 4 tắc gửi cái gì trời. Mình xích này bên 5 tắc lên 4 tắc gửi anh em. Con này cũng cao, con này còn chữ Y vậy. Con này đợi đầu. Mình chở ở đây hai thường thường hai lớp anh em mà lên trên đây chạy như xe đó. Tắc này thì cô, tắc lắm đó. Đây là máy của anh em mình nó điện qua quay các bạn. Này thì giờ trên trên chảnh là trên TikTok thì anh canh tướng gì đó nghe nè, mình cũng mới biết cảnh năm hôm. Thì bữa nay mình xung gà tre mình lên quay luôn các bạn. Máy này thì góc độ cũng được. Cũng ok. Bô bọng gì thấy cũng nghe tè tè anh em. Nó có điều luôn. Quá trời nó lộn sư bu của trên nãy giờ mình điếm ngoài kia không mà hai mấy chiếc rồi. Quay cho anh em coi. Đây, máy này chạy 17-23 tốc độ cũng ghê lắm nha. Muli tắc 3 hay gì nè. Con này xuống Muli tắc 1 chạy xé tiền các bạn. Đầu này khô gan cứ ngắt luôn anh em ơi. Ở đây 68 cũng còn nhiều. Mình nhớ đi không có chưa gặp 60 nãy giờ mình vòng vòng chưa gặp 60 cho anh em. Thì cũng ok lắm. Đồng này thì hù hù lên một cái một là cỡ chừng ngày hai ngày xong cánh đồng rồi nè. Cánh đồng này cũng lớn lắm. Cái mươi này 68 lên đời các bạn ơi. Chị số gan. Lấy cái bao mình tỉnh rồi lấy bao chi nữa hả? Gõ không gõ ai biết được. Này cái bao của mình nè, lấy sớt cái bao lúa. Lấy cái bao của mình lại. Đúng không? Đây tắt gơm. Đây các bạn, đây 68 lên đời các bạn ơi. Gơm thì ra rất là đều ha. Phủ đề chai luôn. Đồ có nắp cấp 95 gắn vô đã lắm. Cái này chạy 17-23 hả? 17-23. Mô ly. Mô ly Vin. Vin là tắt 35 hả? 35, tắt gửi. Ôi, ở trong tắc gửi là nó nhỏ hơn 70 ha, rồi 68 này nó chạy 70 tới tắc 55 lần ha chú ơi. Này mua có 70 tung qua đó tới giờ chưa đo nữa chứ. Quẻ này nó phải tung 70 đâu, này tung gì đâu nhìn lạ quá ông nội ơi. Tung này tung chế gì đâu trời. Này lên tung tắc 75 đi. 78 hả? 79 hả? Vậy này là chạy gin 17 chỉ 7 17 23 anh em với gặp bánh chín rồi. Này lên đời cũng muốn hết luôn rồi, chỉ còn cái hùng này 68 thôi chứ đâu còn gì 68 nữa trời. Gì động cơ? Động cơ còn 68 nữa hả? Ừ. À, đang châm dầu nha anh em. Cứ sàn chiến ở đây thì có chiếc máy này chạy nhanh nhanh nè. Từ chiếc máy đó thì nghe em nói là cái gì mà
đầu 70 không chục bô mình chạy trăm gì các bạn ơi. Cái này thì chế bô lên trên luôn. Nó chỉnh gió rồi chưa? Gì? Chế bô này có làm gió không? Không. Anh em ơi, máy này tốc độ coi cũng được lắm, chạy cũng ok anh em. 17-23 với cục bánh chính rồi, tốc độ này cũng ok. Còn đang chạy mô ligin ha, cái này xuống mô ligin tắc 2 hoặc tắc 1 rồi chạy xếp liền, mà động cơ vẫn còn động cơ 6-18 này nè. Rồi 68 gin. Cái tốc độ này bên đây cũng gần đỉnh lắm các bạn. Ở đây thấy con này chạy cũng được lắm nè. Con này thì 17-23 như tắc mốc bánh chính nha nè. Này chắc chạy nhanh hơn cái tắc mốc bánh chính này mà. Cái này 17-23 nhanh hơn cái tắc mốc quá. Cái tâm này nó chạy tắc cử là tính nha. Cái tâm này hơi nhỏ hơn cái tâm 70 anh em. Tâm này tâm cú 688 đâu gì đâu các bạn ơi. Tâm 70 như tắc 55 ha. Con này toàn bộ đồ là hình như là lai 70 hết trơn rồi. Chỉ còn cái động cơ với cái hùng 68 rồi nè. Hãy quên dần cái chân của anh nữa. Số thì số gan. Thì cái tốc độ rồi cũng được. Gan quay không kẹp các bạn ơi. Gắt tay quá khô rồi nè. Động cơ 6688 với động cơ 70 thì nó trên lệch nhau có nửa ngựa thôi nghe anh em. Trên lệch nhau nửa ngựa, hàng 70 69 ngựa, còn hàng 688 này 68 ngựa dữ các bạn. Nó cũng như nhau anh em, mà cái nó chạy nói chung là cũng như nhau. Động cơ 688 thì nó còn muốn bốc hơn cái động cơ 70 mình ha. Tại vì nó là cái máy tàu thì nó cái động cơ nó trên chiếc ngồi gọi là máy tàu hạ xuống thì nó mới giá trị bằng thôi, chứ ngựa thì nó cũng ngang ngang nhau. Combo này là 1,2 triệu nha anh em. Đó. Thì cái này là mặt nạ hồi trước nè. Cái chữ Thái. Con này là dán him. Này là của anh em tên Thành Lỵ 67D1 tốc độ mãi đỉnh. Cái này không thì